Everything you said, they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Thế thì lời yêu cầu của Minh Tiết là Minh Tiết sẽ chụp cái cầu đầu tiên. Kỳ này là phải chặt anh Ngọc Sơn nha, không cho anh Ba Ngọc Sơn làm anh Ba có hậu nữa. Đừng cho ông vui, đó. Cho ông thiên lên vui. Ông cứ anh Ba mà 10 điểm hoài à, tôi mệt quá à. Anh ký hợp đồng 10 điểm từ đầu rồi. Trời đất ơi, anh 10 dễ đó. Ông ký hợp đồng là ông chỉ cho 10 thôi. À, anh Ba mình lên nói ký hợp đồng cho 10 thôi. Không, năm nay anh Ba phải cho 7 thôi. Để chứ. Để được ăn, để lấy đá xây nhà mới cho anh, nhà anh ta khổ lắm rồi. Đó. Chị bữa sau em để té luôn nha. Bữa sau em xả xuôi em để té giúp chị luôn nha. Tóc thiệt của chị đó. Đây tóc giả là đây là tóc thiệt của em rồi đó. Đây tóc thiệt đó. Không, hôm tôi cũng chửi là chương trình ai sẽ thành sao lần đó. Không nữa tôi chửi ngắn lại. Không nữa thì sẽ chửi nữa. À. Chứ bà không tiếc thì nào, mai năm nay bà lên sớm. Không cảm á là không có ngủ được. Đã chưa? Chứ nếu phải ngủ nhớ được, chương chưa chắc đã dậy. Bà quay cái mặt ra đi. Hơn 11 giờ vẫn chưa quay. Chưa cho ăn gì hết, nước cũng không cho uống. Cho nước uống á thì... Cho nước uống thì cho đường nhiều. Lỡ nghệ sĩ nó quay chương trình nó bị tiểu đường thì sao? Chương trình hôm nay là ngày đầu tiên quay Ai Sẽ Thành Sao năm thứ hai. Cho nên là dàn cảnh chửi nhau để PR cho chương trình chứ chúng em không có gì hết. Mày làm gì nào biết ban tổ chức dữ vậy, ban tổ chức có làm gì đâu. Ủa, quay giờ 12 giờ kêu mình tới 9 giờ rưỡi. Mình ngồi để chơi. Ban tổ chức đâu có nói gì đâu. Ban tổ chức nói đừng có ngủ nhiều sưng mắt. Cho nên mỗi đứa ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Chị thấy ngoài là không có nơi đó, ngủ. Bởi đó, mình tuyết chạy từ 4 giờ sáng đến cấp luôn cái gì. Xuống sân bay xong rồi ngủ 3 tiếng thôi rồi. Đừng có ngủ nhiều sưng mắt, ngủ 3 tiếng xong rồi ở đây ngủ ở đây làm việc 12 tiếng thôi, ban tổ chức thương mình mà sợ mình sưng mắt.